nói chuyện với Phật tử tại gia cư sĩ của chúng ta. Vậy thì chúng ta ở nơi nhà cao cửa rộng, có cái phòng ốc riêng, có thời gian công phu thì đó là thượng duyên. Phật tử nghèo buông gánh bán bưng tảo tần hôm sớm à, lặn lội vào ruộng vào đồng, bắt ốc ngò cua, tìm từ lon gạo để sống, chúng ta tu vẫn được như thường và tất cả đều được giảng sanh. Phải rõ chứ? Tôi nhớ câu chuyện ở ngoài miền Trung, ở ngoài Quảng Ngãi, có ông cư sĩ nọ là ông Hồ Khắc. Ông nghèo lắm Phật tử, ông nghèo vô cùng nghèo. Và khi ông là đến với chùa, kế bên chùa nhà của ông thường xuyên, thường qua ông lễ Phật, rồi ông làm công quả chùa, và thường lao tượng Phật ở trên chánh điện. Nhưng mà trên chánh điện có nhiều ông Phật lắm, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, rồi các vị Bồ Tát. Ông dành duy nhất có ông Phật ông lao, mấy Phật kia ông không lao. Đó là ông Phật A Di Đà mà thôi. Ông dành ông A Di Đà, ông Di Đà là của tôi nha. Còn anh là ông Thích Ca, ông kia là của Thế Chí, là Bồ Tát Quan Âm. Vậy thì sáng chiều đến lao chùi tượng Phật A Di Đà, vừa lao chùi tượng Phật A Di Đà, vừa niệm Phật A Di Đà, rồi về nhà nhớ niệm Phật A Di Đà, đơn giản vậy thôi. Hôm ấy vào cái buổi rằm, ông đến ông lao Phật xong rồi, ông mới nói với người xung quanh. Và ông nói với A Di Đà, hôm nay tôi lao ông, ngày mơ tôi không có lao nữa nghe. Nói vậy đó, hôm nay tôi lao ông, ngày mơ tôi không có lao nữa nghe. Tôi kêu câu ông nói hoài rồi ông mới nói thôi để tôi ra ngoài sau hái sen cúng Phật. Thì ông lao Phật xong rồi, ông ra ngoài sau hái sen cúng Phật. Tới trưa giờ cúng ngọ mà ông không vô, qua sen đâu không thấy, ông không thấy dạng nữa. Thì mấy người đồng đạo mới đi tìm ông, thì qua hỏi vợ, tưởng là ông về nhà thăm vợ. Hỏi vợ, vợ nói đâu có, mấy ngày nãy đâu có ở nhà, hồi sáng sớm mới đi chùa rồi, chiều tối mới về. Mới trở về chùa tìm lại mới nhớ, hồi nãy ông lao Phật, ông nói câu này, bữa nay tôi lao ông bữa nay thôi nha, mời ông lao ông nữa rồi ông nói rồi ông ra ngoài sau hái sen cúng Phật. Mới ra ngoài ao sen tìm ông, ra ao sen tìm thì thấy ông đã chết đứng ở ao sen, và tay đang cầm hoa sen vừa mới hái, chết đứng ở ao sen. Bây giờ người ta mới bưng ông lên thì cái chân không dính chút bùn, chân không dính chút bùn. Mà thấy ông giảng sanh chưa? Giảng sanh rồi, ngon không? Đó là câu chuyện ông Hồ Khắc ở chùa Bao Phong ở Quảng Ngãi. Tại thông tin ra ngoài biết. Ở đây có ai ngoài Quảng Ngãi không? Có có kìa. Đó, nhiều chuyện hay lắm Phật tử ơi. Đó là tao nói một người cư sĩ bình thường, nghèo rớt mồng tơi, đến chùa không có tiền cúng chùa, chỉ có lao Phật làm công quả mà thôi. Mà dành ông Di Đà mà lao, bữa nay tao lao ông nha, mời không lao ông nữa Nói vậy là điềm báo trước, cũng sự biết trước ra đi, giảng sanh cực lạc rồi, nói như vậy. Hôm nay Phật tử đến chùa Hoằng Pháp, đến gặp Thượng Tọa Chân Tín, Thượng Tọa Ngộ Chân Thành. Hôm nay gặp sư Giác Hóa, hôm nay con gặp mấy sư nghe, mai mốt không gặp nữa Đó như vậy. Tại Chân Thành nói tại sao vậy? Phật tử nói sao vậy đây? Nó dạ, con tu hết khóa này công việc cực lạc luôn. Đó như vậy, tất cả Phật tử đều gặp thầy đều nói như vậy cả. Vậy thì thôi rồi, vậy là kỳ giảng tới tôi không gặp Phật tử nữa rồi, đi hết rồi, đi hết trơn rồi. Nhưng mà có buồn không Phật tử? Rất là vui. Tại vì cái khóa Hoằng Pháp của chúng ta hướng dẫn Phật tử niệm Phật Thất để đào tạo những ông Phật ở tương lai. Đây là cái trường đào tạo những ông Phật, ông Phật ở tương lai. Mấy ông Phật này mau thành nữa chứ, mau thành. Mặc dầu chúng ta ở cái cấp độ người cư sĩ, cấp độ người cư sĩ, nhưng mà cái khóa tu Phật Thất á, là cái khóa tu này để đốt giai đoạn, để mau giải thoát, để về cực lạc sớm, để mau thành. Nam mô A Di Đà.
phần. Nam mô.